Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì mùng 2 đầu tháng thì em Hương sẽ lại lên sóng báo giá này. Hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều những đầu xe nhé. Và cũng phun tiền khá là nhiều đầu xe này. Innova sáng nay cũng chốt rồi. Và hôm qua thì chốt thêm một chiếc xe EcoSport màu xanh này. Tối ngày hôm qua lại đã nhận cọc một chiếc xe Cruy 2011 màu đen về làm dâu Kon Tum các bác nhé. Đắk Lắk thì lại cọc thêm cho em một chiếc xe CDX ạ. Chào bác Cường Nhất ạ. Em Hương sẽ ghi số hotline ở đây nhé. Số hotline của em Hương là 035 460 2790. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào có thể để lại số điện thoại và kết nối trực tiếp qua số hotline mà em Hương đã ghi ở dưới màn hình nhé. Chào anh Giai Cường Nhất nào, thả tim cũng như là chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe, xe chỉ từ 58 triệu thôi ạ. Từ 58 triệu là mình có ô tô đi rồi. Hôm nay em về thêm hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, chính là EcoSport số tự động màu trắng và màu đỏ nhé. Hôm trước EcoSport màu cam thì em phun tiền về Nam Định rồi này. Màu xanh số sàn 5 chỗ ngồi gầm cao thì em lại nằm dâu Hưng Yên. Ngày hôm nay em về thêm hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport bản Titanium 2016, giá chỉ trên 400 thôi, cực kỳ đẹp luôn. Em chào anh Trần Duy nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ. Chỉ từ 58 triệu là bà con có xe tránh mưa, tránh nắng rồi ạ. Về nhiều nhất vẫn là Innova từ 206, 207 này cho đến 215 form mới. Hôm qua em lại về thêm một chiếc 215 nữa nhé. Để lại số điện thoại nếu như đang quan tâm về mẫu xe nào bên em ạ. Chào anh Giai Đức Cảnh này. Nắng quá, phải mặc thêm cái áo nắng vào các bác ơi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình cho em. Innova 2009 208, đăng ký 209, 265 triệu thì hôm nay cũng đi lấy chồng rồi. Đang lắp màn hình cho khách rồi các bác nhé. Còn Innova 212 này, 215, 213. Chiều qua cũng phun tiền Innova 214 rồi. Innova là một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi được rất nhiều bà con quan tâm. Đi thì lành, chất lượng thì quá là ok luôn ạ. Chào ông to. Chào anh ông Ngọc Quốc Huy nhé. Thả tim, thả like cho em nào. Em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Chúc khách hàng nhà mình có một tháng mới làm việc hiệu quả và năng lượng này. Em sẽ đi báo giá trực tiếp đây, rất là nhiều mẫu xe luôn. Innova mới về thêm 215. Và hôm trước mới về thêm cũng là một chiếc Innova 215 form mới nhé, rất là nhiều mẫu xe. Tối ngày hôm qua thì em lại phun tiền một chiếc xe Cruy 2011 về làm dâu Đắk Lắk này. CDX về Kon Tum rồi các bác ơi, chào anh Tuấn Hường nhé. Chào bác Trần Trần nào, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em sẽ quay những mẫu xe mới về nhé. Những mẫu xe mới về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport đây, em mới về. Em mới về thêm EcoSport cho bác nào quan tâm về dòng xe SUV 5 chỗ ngồi nhé. EcoSport đời 2016 bản Titanium số tự động, biển 88 Vĩnh Phúc này, nước sơn màu trắng đẹp. Em có về một phát là hai em luôn, một em màu trắng và một em màu đỏ cùng đời nhá. Giá chỉ từ 450. Còn bao hồ sơ và còn lọc thêm cho các bác nhà mình. Động cơ trang bị 1.5 bản Titanium số tự động đây. Nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ cho em này. EcoSport bản Titanium 8 túi khí an toàn, có cửa sổ trời. Dòng Eco 5 chỗ ngồi gầm cao với cái tầm tiền trên 400 mà đời 2016 thì rất là nhiều khách hàng quan tâm ạ. Chào anh Giai Bùi Tấn này. Quan tâm mẫu xe nào để lại bình luận cũng như số điện thoại phía dưới, em sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Chào anh Nguyễn Minh Trí, chào anh Thay Trời Hành Đạo, chào bác Trần Trần nào. Thả tim, thả like và để lại số điện thoại ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn, từ 200 triệu em có rất là nhiều, 58 triệu có ô tô đi. Chào bác Phạm Đình Lâm nhé. EcoSport bản Titanium số tự động đời 2015 em đang bán là 445 triệu đầu tháng này. Hoan hỉ này, 445 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. 5 chỗ ngồi gầm cao, chân dài, mát máy đây, dòng xe SUV, máy số zin nét luôn. 445 triệu nhá. Ngày hôm nay là 445 triệu bao hồ sơ và còn hợp lý hơn nhá. Bác Thanh Nguyệt ơi, dòng xe này phù hợp kinh tế nhà bác nè. Em cảm ơn chị gái Kim Cúc nhá. Chị gái Kim Cúc ơi, vừa anh đến em đưa giấy tờ cho anh rồi đấy ạ. Em đang định gửi cho chị thì anh lên em đưa cho anh rồi nhá.
em đưa cho anh luôn rồi chị ạ. Có con nào số tự động tầm 300 củ không em? Anh Trần Đức ơi, 300 triệu là một trong những cái tài chính mua được rất là nhiều xe bên em. Từ Ford Fiesta này, số tự động 285 triệu, CDX số tự động 265 triệu. Và những dòng xe cao hơn một chút, 300 triệu là một tài chính quá là hợp lý luôn nhá. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao 445 triệu trong buổi báo giá ngày mùng 2 hoan hỉ nào. Anh Trần Đức ơi, anh Cường Đồng Nát, anh Hoàng Hiếu ơi, đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em nhé. Rất là nhiều mẫu xe ạ. Cho anh xem con La City đúng không ạ? Ok anh Hoàng Hiếu nhá nè. 445 triệu Eco Sport, đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. Em về một đôi luôn. Mắc màu hợp màu trắng, có màu trắng, hợp màu đỏ, có màu đỏ, giá không đổi luôn nhé. 445 triệu. À, em sẽ quay chiếc La City CDX cho anh xem. Biển thủ đô Hà Nội Lương Sơn 1 lúc. Lên full option luôn ạ. Chào anh Giai Bùi Tấn nhá. Anh Hoàng Hiếu ơi, để lại số điện thoại. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho anh xem nhé. Gửi hình ảnh video chi tiết cho anh xem về chiếc xe La City của em Hương ạ. Rất là nhiều mẫu xe. Và đặc biệt với đời 2010 xe nhập Hàn số tự động. Đây anh ơi, em đang vào đây. Bãi nhà em nó rộng hơn 200 đầu xe. Đây anh ơi, đây. Anh Đức mua chiếc xe này, anh Đức sẽ được lợi những cái gì nào? Thứ nhất là cụm đèn pha, đã được cụm đèn bi salon. Lắp thêm giải đèn led này. Toàn cái cụm đèn pha này, nếu mà cụm pha xấu đã là hơn 5 triệu rồi. Mà đây là cụm đèn pha xịn cả chục triệu bộ này nhá. La City CDX đời 2010, biển 30 thủ đô Hà Nội. La răng 5 chấu dạng phay, đèn bi salon. 265 triệu cho chiếc xe La City CDX đời 2010. Và điều đặc biệt bên trong này, đây là ban ngày thôi chứ buổi tối nhá, là led dạng quang quanh xe. Em có video chi tiết chiếc xe này rồi. Anh Trần Đức để lại số điện thoại, em gửi video cho anh nhìn là mê luôn. Màn hình Android cảm ứng dọc nhá. Màn hình này không phải màn hình 5-6 triệu đâu, mà màn hình này gần chục triệu này. Đề lộ khởi hành start top, hỗ trợ trơn trượt sấy sưởi ghế hai vùng. Sấy sưởi ghế hai vùng. La City CDX đời 2010, 265 triệu. Bao hồ sơ cũng như là em còn bớt lọc thêm cho các bác nhà mình. Anh Trần Đức ơi, để lại số điện thoại nào. Các bác ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào. Chào anh Bùi Tấn, chào anh Giai Minh Đức này. Anh Hoàng Hiếu, anh Trần Đức ơi, đây, anh các anh đây. Để lại số điện thoại em tư vấn nhá, 265 triệu. Phía sau cũng là một giải đèn led rất là đẹp luôn. Buổi tối này, giải đèn led này, các bác này cũng là độ thêm này. Cụm đèn pha phía, cụm đèn hậu phía sau là đèn led này. Chạy dọc luôn nhiều màu nhá. Cam lùi, lắp lip bô, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Có cho em một chiếc xe La City CDX đời 2010. Đèn bi salon độ này, đèn led quanh xe này, màn hình xịn gần chục triệu, không phải màn hình 4-5 triệu đâu ạ. Màn hình gần chục triệu. Cảm ơn anh Hoàng Văn Huệ, xe đẹp lắm anh ơi, thật sự quá chất luôn. Lại là còn biển thủ đô Hà Nội nhá. La răng 5 chấu dạng phay này. Một cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon hơn chục triệu này. Ok anh Trần Đức ạ. 265 triệu là phí em Hương sẽ bao hồ sơ. Bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Anh Tình Lô, anh Trần Đức ơi, anh Hoàng Văn Huệ ơi, xe đẹp như này, giá hợp lý như này. Thì các anh ơi đừng tiếc những lượt like, những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Để bà con nhà mình có thể nhìn thấy buổi báo giá này của em. Ví dụ như mà các anh đấy có quan tâm mẫu xe nào thì lại để lại số điện thoại cho em nhé. Xem mấy con khác đi em. Ok anh ạ. Đây nhá, 265 triệu là City CDX ạ. Còn sang dòng xe khác thì em có rất là nhiều, từ dòng xe Mercedes này. Một chiếc xe Mercedes-Benz đời 2009 số tự động đây. Dòng xe Mercedes C250 bản Blue, nhưng giá chỉ có 379 triệu thôi, cũng là biển thủ đô Hà Nội. 1.8, nhiều bác quan ngại rằng khi đi xe Mercedes tốn xăng thì dòng này hệ điều hành không tốn đâu nhé. Mercedes nhưng chỉ có 379 triệu thôi. Mercedes C250 bản Blue số tự động này, cảm biến trước và sau là 10 mắt cảm biến xi nhan trên gương. Dòng xe Mercedes thì đi rất là ổn định luôn các bác ạ. Ngày xưa xe Mercedes nó đắt, đồ nó đắt thì các bác quan ngại thôi. Bây giờ đồ xe mẹ cũng bình thường mà dòng nó rất là lành luôn. Không hề bị hỏng vặt như giống dòng xe khác đâu ạ. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon. 1.8 số tự động Mercedes C250 bản Blue đây. Vô lăng có nghe gọi khẩu lệnh ạ. 379 triệu có xe mẹ đi các bác nhé. Em mới về thêm cả Hyundai Avante nữa ạ. Có Hyundai Avante. À và em cả về thêm xe 7 chỗ ngồi Captiva máy dầu nhé. Em mới về thêm Captiva máy dầu ạ. Ở đây em còn mới về thêm Avante này. Hyundai Avante biển 99, nước sơn màu xanh xám rất là đẹp luôn. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen. La răng 5 chấu thể thao phanh ABS, xi nhan trên gương. Avante đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013 nhé.
ghế da zin, đồ đài nguyên bản theo xe. Trên vô lăng có tích hợp các phím bấm ạ. Avante zin cả xe luôn, sơn cũng là sơn zin hơn 90%. 395 triệu cho siêu phẩm Hyundai Avante đây ạ. Các anh nhà mình quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Và đừng quên những lượt tim, những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên nào các bác ơi. Avante 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. 359 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt lộc thêm cho các bác nhà mình có Hyundai Avante ạ. Chào anh Giai Chính Lê, chào anh Nguyên Phạm và chào bác Quang Thành. Chào bác Phát Huy và chào bác tiểu mẫu xe luôn nhé. Captiva thì em có máy xăng và máy dầu. Em mới về chiều hôm qua máy dầu. Captiva 7 chỗ ngồi 209, 315 triệu thôi, số tự động máy dầu nhé. Còn máy xăng em sẵn 2 chiếc giá rẻ, 7 chỗ ngồi giá chỉ 199 triệu và 228 triệu thôi. Kia K3 thì em đang có một đôi luôn. Kia K3 đời 2014 em có màu đen và có màu đỏ này. Trước mắt khách hàng nhà mình là một chiếc xe Kia K3 đời 2014, biển 17 là biển là Thái Bình này. Rất là đẹp luôn, 448 triệu cho chiếc xe Kia K3 đời 2014 đây. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon có giải đèn nét nhé. La răng đa chấu thể thao, phanh ABS xi nhan trên gương. Với động cơ trang bị 2.0, Kia K3 số tự động nước sơn màu đỏ full option. Có màn hình Android cảm ứng này. Vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh nhỉ. Có nhớ ga tự động cruise control. 448 triệu đề lộ khởi hành start top Kia K3 số tự động đẹp 2014 đây. Có cửa sổ trời cho em nhé. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chào anh Gắc Dung Sơn Hòa, chào anh Quang Hải, chào anh Huỳnh Công, chào anh Phát Huy nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Hôm nay các bác đi đâu hết cả rồi ạ. Kia K3 2014 số tự động đây ạ. 448 triệu bản lắp ráp trong nước. Số tự động đẹp. Đang chào bán là 448 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình này. Để lại số điện thoại em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Có Kia K3. Ok ạ, rất là nhiều mẫu xe luôn, xe đẹp quá, em cảm ơn nhé. Và bên đây thì em mới về thêm một chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Hyundai Santa Fe biển thủ đô Hà Nội, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Santa Fe đời 2007, số tự động, động cơ trang bị 2.0. Em đang chào bán với giá là 385 triệu. 7 chỗ ngồi, máy dầu Hyundai Santa Fe đây ạ. Rất là nhiều các bác thích dòng xe Hyundai Santa Fe thì em có Santa Fe nhé. Số tự động máy dầu 207, 385 triệu. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, màn hình đầu đài đầy đủ cho em rồi. Số tự động ghế da zin. Và Santa Fe này có cửa sổ trời nhá. Con chào ông Mạnh Mạnh. Ông Mạnh Mạnh ơi, ông tham gia vào những trang cá nhân hội nhóm mua bán ô tô đi ông. Xong ông chia sẻ ủng hộ con đi nào. Rất là nhiều mẫu xe nhá. Hôm nay bà con nhà mình đi đâu hết rồi. Chào anh Giai Tuân Nguyễn, chào anh Cường Nguyễn này, chào ông Mạnh nào. Chào bác Nguyễn Chính, chào bác Nguyễn Thành Nương. Santa Fe 7 chỗ ngồi máy dầu số tự động đẹp 385 triệu cho các bác nhà mình tham khảo đây ạ. Xe đi cực sướng luôn, dòng Santa Fe các bác biết rồi đấy ạ, đi cực đầm luôn nhá. Santa Fe em có, Ford Tuolo em có và rất là nhiều bán tải luôn. Chào bác Bùi Hảo, chào bác Đỗ Công Khoát, chào bác Tuân Nguyễn, chào bác Cường Nguyễn này. Thả tim, thả like và để lại số điện thoại nếu như quan tâm về mẫu xe nào bên em nhá. i10 sedan em có bạc, đen và trắng. Số tự động thì em có đỏ luôn. Và một dàn bán tải luôn. Chào Hoàng Hải nhá. Hoàng Hải ơi, chia sẻ cho chị gái Lê Hương nào. Ngày hôm nay các bác nhà mình bận công việc gì mà chưa thấy vào ủng hộ em gái Lê Hương gì cả. Chào bác Bùi Hảo này. Bác nào đang quan tâm về bán tải thì em có luôn 3 chiếc bán tải này. Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động em đang bán với giá là 535 triệu 2 cầu. Bán tải BT50 2015 1 cầu số tự động em đang bán là 458 triệu. Chi Tông 1 cầu máy dầu 2016 em đang bán là 469 triệu. Bác nào đang quan tâm thì em có 4 bán tải nhé. Em chào anh Giai Cường Nguyễn ạ. Anh Cường Nguyễn ơi, thả tim cho em nào. Và đừng quên những lượt chia sẻ cho em nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Chi Tông 2016 máy dầu 1 cầu máy số zin đẹp luôn. Biển thủ đô Hà Nội. Có đề lổ thông minh đầy đủ cho em rồi. 469 triệu có bán tải Chi Tông. 469 triệu. Màn hình Bilotic đầy đủ nhá. Đề lộ khởi hành start top ạ. Có Chi Tông cho em nhá. Củ số rích rắc đầy đủ rồi. Lên thùng cao. Quá là đẹp luôn. Đúng rồi. Đẩy view mạnh mẽ lên nào.
20 lượt chia sẻ rồi, các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 45 khách hàng, 70 khách hàng, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Là rất là nhiều khách hàng quan tâm ủng hộ đến em Lê Hương các bác nhá. Em cảm ơn rất là nhiều. Chào anh Giang Nguyễn Cao Lãnh, chào anh Lê Đông Anh, chào anh Hiếu Chiến này. Bên đây thì em còn một siêu phẩm xứng tầm quốc dân đây. Vì sao các bác gọi Vios, Toyota Vios là quốc dân? Thứ nhất là không xuống giá, thứ hai là không sợ bị hỏng vật, thứ ba là chi phí sửa chữa quá là thấp, và thứ năm là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Một chiếc xe Toyota Vios đời 2015, số sàn bản e xịn, máy số zin, với biển 22 Tuyên Quang. Gái Tuyên Quang, xe Tuyên Quang thì quá là đẹp rồi các bác này. Một chiếc xe Vios 2015 em Lê Hương đang chào bán với giá là 345 triệu. 345 triệu Toyota Vios ạ. Em chào anh Giai Văn Khương nhá, thả tim thả like cho em nào. Ảnh đại diện của anh phải chia sẻ cho em nhiều vào. Thay đổi ảnh đại diện liên tục thôi, hình như ngày nào cũng thay hay sao ấy. Màn hình Android cảm ứng, vô lăng tích hợp và vô lăng thì không có tích hợp cái gì cả. Vô lăng có túi khí an toàn thôi. 345 triệu, thả tim nào, chia sẻ mạnh tay lên nào các bác ơi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay các bác như nào rồi? Các bác ơi, quên giờ báo giá của em rồi à? Em lên muộn một chút là vì vừa rồi có khách xem xe nhá. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ, rất là nhiều mẫu xe luôn. Hôm nay em còn có thêm cho các bác nhà mình một mẫu xe i10 nhá. i10 đời 2018, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Đây ạ, một chiếc xe i10 số tự động đời 2018 nhá. Đây là chiếc xe số tự động duy nhất mà em Hương đang có này. Khương kính cục chỉnh tự động này, đời cao đỉnh có chóp luôn. Em đang bán với giá là 375 triệu. Em có làm trả góp không? Anh con nhà nghèo ơi. Anh con nhà nghèo ơi, hiện tại là không làm trả góp đâu anh nhé. Ngân hàng đang siết chặt quá, đang căng quá, chưa làm trả góp đâu anh ạ. Bây giờ chỉ thả thẳng thôi anh nhé. Chốt, cảm ơn bác Xuân Cường. Chốt chiếc xe nào thì để lại số điện thoại nhá. Và đừng quên những lời chia sẻ cho em ạ. Xe đẹp, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tiên nào. 375 triệu, hồ sơ cầm tay. Bớt lọc thêm cho các bác nhà mình. Có i10 2018 đây. Thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Chào chị gái Thơm Lê. Chị gái Thơm Lê ơi, đẩy view đẩy like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Ngày hôm nay các bác nhà mình lại không biết rằng em Hương đang báo giá hay sao ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Em ơi, có con nào đi vừa đẹp vừa rẻ không? Đẹp thì em có nhiều lắm, nhưng rẻ thì em cũng có nhiều luôn. Bác nào thích i10 không ạ? i10 sedan 2 đầu không? Hôm nay em Hương mới về thêm i10 sedan 2 đầu này. Một chiếc xe i10 sedan 2 đầu đời 2018 bản 1.2. Bản thiếu nhưng mà 4 máy nhá. Động cơ trang bị 1.2. Em đang chào bán với giá là 299 triệu. 299 triệu. Đời 2018 i10 quốc dân đây ạ. Em có túc sơn không? Em có túc sơn anh nhá. Túc sơn đời 2010. Máy xăng số tự động 2 cầu. Em đang bán là 435 triệu. Để lại số điện thoại em tư vấn túc sơn nhé. Anh Nguyễn Thành ơi, xe bên em có chỉ từ 58 triệu là có xe đi rồi. i10 2018 đây, 299 triệu bản sedan 2 đầu, bản 4 máy 1.2 ạ. Nước sơn màu bạc và đang trên đường về một chiếc xe i10 đời 2018 màu trắng nhé. Bác nào thích màu trắng em có màu trắng luôn, biển tư nhân Hải Dương nhé, có màu trắng ạ. Trời. Với cái tầm tiền mà trên 200 triệu mà muốn mua xe một chiếc xe đầm chắc như Camry mà giá chỉ bằng Morning i10 hạng A thôi thì các bác này, một chiếc xe cỡ phân khúc hạng C đời 2011, em có cờ đuôi nhé. Chevrolet cờ đuôi đời 2011 số sàn, động cơ trang bị 1.6 và em đang chào bán với giá là 245 triệu. Em cờ đuôi này là biển 37 Nghệ An. Chiều tối ngày hôm qua thì một anh trai ở trong Kon Tum ủng hộ em Lê Hương chiếc xe cờ đuôi đời 2011 biển 24 rồi. Nay là em sẽ ship xe lồng vào cho anh đấy rồi ạ. Thả tim thả like nhiệt tình nào anh Thế cơ ạ. Anh Giai Trung Nguyễn ơi, em đợi anh mãi. Anh ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Để các bác nhà mình nhìn thấy em nào.
Cờ đuôi đời 2011 số sàn màn hình Android. Cảm ơn các bác nhìn màn hình này. Màn hình dọc nhá, khá là sang. Khá là sang luôn. Em đang chào bán cờ đuôi là 245 triệu. Vâng. Và đây là chị gái nhà em tiếp nước. Khi mà em kêu khát nước, chị bê cả một cái nồi cơm điện ra. Thả tim thả like nào. Xpander số sàn em tạm hết nhá. Hiện tại dòng xe 7 chỗ thì em chỉ còn Innova số sàn và Orlando số tự động thôi anh ạ. Còn Xpander em tạm hết rồi. Xpander giá nó hơi ngược một chút, mua thì khó mà bắt giá thì cao anh Đạt ơi. Cờ đuôi 2011 245 triệu bao hồ sơ nhá. Và bác nào đang quan tâm với cái tầm tiền đây, với cái tầm tiền chỉ có 101 thôi, thì ngày hôm nay siêu khuyến mại, siêu giảm giá luôn, 110 triệu đồng. Các bác nhà mình có thể sở hữu cho em một chiếc xe Spark đời 2011, nước sơn màu trắng, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi nhưng giá chỉ có 110 triệu thôi các bác này. Chevrolet Spark đây, nước sơn màu trắng, xe đăng ký 5 chỗ ngồi quá là đẹp luôn ạ. Có con xe Spark không em? Anh Thức ơi, trước mặt anh là một em hoa hậu nhá. Một em hoa hậu Ngọc Trinh luôn. 5 chỗ ngồi Spark đời cao nhá, 2011, không phải 2 nẻ đâu. 2011 nhưng giá chỉ có 110 triệu thôi. 110 triệu đồng cho chiếc xe Chevrolet Spark. Wow, quá là ok luôn đúng không ạ? Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023. Mùng 2 hoan hỉ, em để cho các bác nhà mình 110 triệu đồng. Đến xem xe em còn bớt thêm bao công chứng luôn. Anh Mai Thức ơi để lại số điện thoại. Anh Mai Thức ơi để lại số điện thoại. Sở Bắc 5 chỗ ngồi đẹp Ngọc Trinh này mà chỉ có 110 triệu thôi anh nhá. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Từ dòng xe 5 chỗ gầm cao, máy dầu, máy xăng em đều có nhá. Và bên đây cũng là một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Kia Morning đời 2011 nhưng giá chỉ có 130 triệu thôi, biển 26 này. Cũng là xe đăng ký 5 chỗ ngồi, 130 triệu xe đăng ký 5 chỗ ngồi có Kia Morning. Bác nào mà đang quan tâm về dòng xe như SH, SH thì các bác có thể qua tham khảo cho em nhé. 130 triệu có Kia Morning 2011 số sàn đây ạ. Hồi anh Đạt Lê ơi, Vios em có Vios đời 2015. Đời 2015 và em đang bán là 345 triệu 2015. Máy số zin nước sơn màu bạc, biển 22 Tuyên Quang. 345 triệu phí bao hồ sơ. Bác nào ở gần 100 km em bao vận chuyển hoặc đến xem xe trực tiếp thì em lại bớt nọc cho các bác nhà mình. Có Vios 2015 máy số zin ạ. Em chào anh Giai Cú Đêm này. Đây Toyota Vios bản e xịn đây, biển 22. Anh Trương Nguyễn ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em gái nào. Chiều nay em còn phải đi mua xe cơ nên bây giờ em live stream trước này. Chiều nay sợ không lên sóng những video được cơ. Chiều nay bác chủ đã để cho em một chiếc xe cờ đuôi rồi. Cờ đuôi 2016 số sàn rồi nhá. Ngày hôm nay em có lịch hẹn rồi. Chiều nay là phải đi mua một chiếc xe cờ đuôi 2016 số sàn máy zin. Mà em nó lại còn là màu vàng gold cơ. Màu vàng gold cực kỳ sang trọng luôn nhá. Chiều nay là có lịch rồi. Chiều nay có lịch đi mua xe rồi. Bác nào đang quan tâm về cờ đuôi 2016 số sàn giá chỉ trên 300 tí tẹo thì chiều nay em sẽ về nhá. Ở bên ngoài thì em còn rất là nhiều xe nào. Chào anh Nam Cường, chào anh Thìn Bùi, chào anh Vũ Đức Trí Hưng này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Lắng quá các bác ơi. Hôm nay thì em còn về thêm một chiếc xe Kia Rio nhá. Kia Rio đời 2015, biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp. Em này thì full lịch sử hãng luôn ạ. Full lịch sử hãng, xe nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.4. Và em đang chào bán với giá là 395 triệu. 395 triệu cho siêu phẩm Kia Rio số tự động này. Vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi, có nhớ ga tự động cruise control nào. Thả tim, thả like nhiệt tình lên cho em nào. Con Gencha nào không ạ? Gencha thì em tạm hết rồi anh ơi. Gencha tạm hết rồi, xe này của khách này. Xe này em mới về đây. Một chiếc xe Lancetti CDX bản full có ga tay tự động đây. Anh mất niềm tin ơi, nếu đi Gencha thì anh đi Vios đi. Vios em cũng chỉ có hơn 100 triệu một tí thôi, gần 200 thôi. Hôm nay em mới về thêm một siêu phẩm Lancetti CDX đời 2010.
Bản này là ghế da múi này, có ga tay tự động cruise control nhá, 265 triệu có cho em ở siêu phẩm La City CDX đây. 2010 số tự động, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em ạ. Có cho em một chiếc xe 2010 đây này, 265 triệu còn bao hồ sơ và lọc thêm cho các bác nhà mình. À, anh ơi nếu đi Genta thì anh có thể đi Vios đi. Vios của em Hương đây, đời 2009 nhưng giá chỉ có 196 triệu thôi. Có Vios màu đen giá rẻ nhá, đời 2009 ạ. Đời 2009 này, nội thất sạch sẽ gọn gàng nhưng giá có 196 triệu thôi. Thì tội gì phải đi Genta hả anh, đi hẳn Vios Toyota lồi đồng cối đá của em này. Nước sơn màu đen đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, form dáng không bị già đâu nhá. Đời em này là đời 2010 cơ. Đời 2010 cơ, không phải 2009 ạ. Cho xem bán tải đi, bán tải vừa rồi thì em lại đi một con ra ngoài rồi. Và còn ba con nhá, anh Hưng để lại số điện thoại cho em ạ. Con này là bản Nemo anh nhá, Vios bản Nemo. Nhưng mà nó lâng lên thành E. Bản Limo nhưng mà lâng lên thành E rồi. 196 triệu đời 2010. Động cơ trang bị 1.5 anh nhá, bản Nemo nhưng mà lâng lên thành E. Nói chung là dòng này thì đi nành rồi. Nếu mà đi Genta thì thả đi Vios của đơn anh ạ. Chào anh Phạm Hải này, chào anh Dương Văn Thuật này, để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nào. Bán tải có Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động 535 triệu. Chi Tông cũng chỉ có 458 469 ạ, BT50 là 458 nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Phạm Hải này, ở đây em còn mới về thêm Spark 2010 nhé. Spark đời 2010, động cơ trang bị 0.8, cũng là xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe tránh mưa, tránh nắng cho các bác nhà mình đây. 98 triệu có Spark này, 98 triệu có xe Spark đi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn. Chào anh Giai 7 Nguyễn nhá. Hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Honda Civic. Honda Civic đời 2007, số tự động đẹp. Và em đang chào bán với giá là bao nhiêu? Đang chào bán với giá là 250 triệu đời 2007 đây ạ. Honda Civic số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.8 này. Động cơ trang bị 1.8 nhá, màn hình Android cảm ứng rồi. Honda Civic em đang chào bán với giá là 250 triệu. Em chào chị Khánh Bonnie nhá, thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. 250 triệu có cho em một chiếc xe Civic, Honda Civic này, dòng xe quốc dân đây. Một dàn lốp là lốp Michelin, bản sedan 2 đầu. Với cái tầm tiền trên 200 mà mua được Civic đi thì rất là lành, rất là ổn định luôn ạ. Biển 15 Hải Phòng này, màn hình giải trí cam lùi có luôn ạ. Vios 185 triệu được không em? Vừa rồi em đọc con đấy là bao nhiêu nhỉ? Vios 100 bao nhiêu, vừa em đọc là bao nhiêu nhỉ? Ôi bớt nhiều thế anh ơi. 196 triệu mà anh ơi. 190 triệu hồ sơ cầm tay cho anh, cứ thế đánh xe về thôi. Anh Chính Đào ơi, lên một chút nữa nào. Hoan Hỷ mùng 2 em giao lưu với anh nào. 196 triệu hồ sơ cầm tay anh nhá. Vios 196 triệu còn 190 triệu. 190 triệu hồ sơ cầm tay cho anh ạ. Bớt sâu quá dòng xe cỏ thì không giao lưu được anh nhá. Còn để mua được một chiếc xe đi ưng ý thì anh cố lên 5 triệu nữa thôi. 5 triệu nữa thôi là anh em mình giao lưu rồi. Nhiều xe đẹp quá em ơi, em cảm ơn anh Mai Thức nhá. Em chào anh Quách Đình Tuấn này. Anh ơi, nhiều xe đẹp như thế này thì anh phải thả tim chia sẻ lên cho em nào. Ngày hôm nay em lại bị bóp tương tác rồi, không nhìn thấy khách hàng thân yêu của mình rồi. Các bác ơi, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Giai Sáu Long. Vios bản Limo lâng lên thành E, màu đen, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đời 2010. Và em đang chào bán là 196 triệu. 190 triệu bao vào tên cho luôn Hải Hương. Anh mất niềm tin hôm trước bảo ở tỉnh nào nhỉ? Nói chung là anh mất niềm tin là khách VIP của em rồi. Anh ơi, anh chỉ cần chốt thôi, còn bao nhiêu em lo cho anh xem nào. Anh cứ chốt đi.
ít khi về Vios này lắm anh ạ, ít khi về Vios tầm tiền này lắm anh ơi. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho anh nhá. Để lại số điện thoại và nhắn qua Zalo đi, em có link của anh rồi, nhắn qua Zalo đi. Hồ sơ cầm tay rồi, 196 triệu. Đi Vios còn lành hơn những dòng xe khác anh nhá, tầm có hơn 100 triệu thôi, rất là lành luôn. Anh mất niềm tin ơi, để lại số, nhắn vào Zalo cho em đi. Nhắn vào Zalo em tư vấn cho anh nhá. Bên này là mẫu xe Kia Morning bản S. Chào anh Giang Nguyễn Cầu ạ. Ok anh Đấu ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ngày hôm nay nó bị bóp tương tác một chút rồi, không như mọi ngày rồi. Các bác không nhìn thấy bài livestream của em rồi ạ. Em ở đâu Hải Dương? Dạ đây anh ơi, địa chỉ bên em này. Địa chỉ bên em là mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương, ngay cạnh trường Đại học Hải Dương và trung tâm đăng kiểm Hải Dương, đi lên một đoạn là đến em rồi. Chỗ em là cây xăng dầu 51, cây xăng dầu 51, mặt đường 62m đây. Các bác đi trên đường Hải Dương, mặt đường 62m để lên khu vực đường cao tốc đấy ạ, là rất là gần nhá. Mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương, địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương đây. Là địa chỉ bán bên em ạ, à. Anh Chính nào để lại số điện thoại, kết nối Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh. Còn anh mất niềm tin ơi, 190 triệu để nhắn tin vào và Zalo cho em. Tí nữa em xem thủ tục như nào, nếu mà vào tên được thì em vào tên cho anh luôn nhé. Innova 2018 thì em tạm hết này. Em có Innova đời 2015 form mới được không anh? Innova đời 2015 form mới 418 triệu. Đó, form mới luôn. Đẩy view mạnh mẽ lên nào các bác ạ. Anh Quốc Trần ơi, để lại số điện thoại nhé. Ngày hôm nay thì em Hương mới về Innova đời 2010 đây. Tăng tăng với cái tầm tiền 275 triệu. Có Innova đời 2010 cho bà con nhà mình đi Tết này. Vừa đi dịch vụ này, vừa đi gia đình này, đi chở đào thuê cũng ok luôn các bác nhá. Chở đào, chở quất cho em nào. Innova 2010 em Lê Hương đang chào bán với giá là 275 triệu ạ. 275 triệu là bà con có Innova đi rồi. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, cảm biến va chạm phía sau có luôn. Ship toàn quốc anh em, à em dạ anh Nguyễn Văn Nam ơi, ship xuyên Việt luôn. Cà Mau, Cần Thơ, Kon Tum, Đắk Lắk em ship xuyên Việt luôn. Em Lê Hương là bán xe cỏ xuyên Việt anh nhé, bán xe cỏ xuyên Việt. Một cô gái chân dài lúc nào cũng đội lón bán ô tô, lại còn bán xe xuyên Việt luôn ạ. Kia Rio số sàn em tạm hết rồi, em mới bán về Bắc Giang 2015, bán về Bắc Giang rồi, còn đâu anh ơi. Rio em còn tự động thôi, đi tự động cho nó nhàn anh nhé. Nếu như mà mình có vợ rồi mà bà xã nhà mình cũng muốn thuê bằng B2, B1 thì mình đi xe cho em số tự động đi. Nó vừa nhàn này, vừa dễ đi. Đi trong đô thị thì số má nó không cần phải luôn chân luôn tay anh nhé. Các anh là đàn ông có thể đi số sàn ạ. Cờ đuôi biển, anh ơi tiếc quá, cờ đuôi biển 98 là của khách anh nhá, của khách đến xem xe ạ. Mà 58 triệu em có nhá, thả tim nào các bác ơi, đẩy view nào. Anh Nguyễn AV ơi, biển 98 thì là của khách đến xem xe anh nhá, không phải của nhà em ạ. Em có biển 36 này, Chevrolet cờ đuôi biển 36 đời 2012. Và em đang chào bán chiếc cờ đuôi này với giá là 255 triệu. 255 triệu Chevrolet cờ đuôi biển 36. 36 là tỉnh nào nhờ, quên rồi. Thân thương lắm mà không nhớ là tên. À 36 Thanh Hóa đúng không ạ? 36 Thanh Hóa nhá. Chevrolet cờ đuôi đời 2012. Màn hình Android cảm ứng là màn hình dọc này, vô lăng tích hợp. À em này trên vô lăng không có phím bấm rồi. Mua về Đồng Nai có ship không? Ship cho anh Đạt Nê ơi. Hôm qua em chốt cho anh Giai bộ đội ở trong Kon Tum này. Một đôi vợ chồng trẻ ở trong Đắk Lắk này. Một anh Giai ở trong Đồng Nai hôm qua mới mua Innova của em ạ. Innova mới mua Innova Đồng Nai của em nhé. Anh Đạt Nê chỉ cần Hương ơi, anh quan tâm mẫu xe nào, xong anh để lại số điện thoại. Một chút nữa em xuống Zalo, em kết nối Zalo tư vấn cho anh. Giá cả xe bao gồm những cái gì, được hưởng ưu đãi nào anh nhé. Ship Đồng Nai luôn. Hôm trước em còn ship ở Bình Thuận này, ship vào Vinh này, ship Đồng Nai rồi này, còn ship cả trong Cà Mau, Vũng Tàu luôn nhá. Có tất cả, bán hàng xuyên Việt luôn mà anh. Chỉ cần là 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em là em ship hết anh nhá. Ship hết luôn ạ. Có mất tiền phí ship không ạ? Anh ơi phải để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Nếu như mà gần thì em sẽ miễn ship, nhưng mà xa quá thì hai anh em mình sẽ làm việc cân đối làm sao để cái phí ship không ai phải chịu lặng anh nhá. Không ai phải chịu lặng tiền phí ship cả. Lặng quá thì em cũng không bao được. Mà lặng quá thì anh cũng không gánh nổi. Thì em sẽ hỗ trợ cho anh nhé. Hỗ trợ ship cho anh. Để lại số điện thoại cho em ạ.
Tuyệt vời, cảm ơn anh Giai Đoàn Dự nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm đi nào. Em có con nào biển D không? Em có Kia Morning Van biển D anh nhá, nhưng mà hôm nay lại không ở nhà rồi. Có Kia Morning Van biển D anh Hậu Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Số tự động Morning màu lông chuột biển D 2012 em đang bán là 225 triệu. Cần rút hồ sơ thì em bao hồ sơ luôn. Đến xem xe được thì em sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng dầu. Còn không đến được thì em sẽ hỗ trợ ship, nếu mà gần thì em ship nhá. Anh Hậu Nguyễn để lại số điện thoại nào. Anh Mai Thức ơi, nếu như mà 58 triệu thì em có Daewoo Matiz SE nhá. Daewoo Matiz SE đời 2005, số sàn biển thủ đô Hà Nội, và em đang chào bán với giá là 58 triệu đây. 58 triệu có Daewoo Matiz SE đây các bác này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn anh nhá. Có Daewoo Matiz SE đây ạ, 58 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Eco Sport. Ok anh Đạt Lê nhá, một anh dài Đồng Nai. Chiều chưa tầm giờ ngày hôm qua là em đang ship một chiếc xe cho lên salon Đồng Nai rồi. Ngày hôm nay lại được một anh dài Đồng Nai quan tâm để lại số điện thoại nào. Và trong buổi trưa ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe La City SE 4 số 1 chủ từ đầu nhá. Bản sedan 2 đầu, số sàn, bản nhập Hàn. La City SE đây. Con này đời giá thế nào anh? Đời 2009 phân mà giá chỉ có 215 triệu thôi. 205 cơ, rồi 215 đã là rẻ rồi, lại còn 205 cơ. Có con nào Vios tầm 150, 150 thì không có anh nhá. Nếu như đi Vios thì anh cố lên một chút này. La City SE. SE này là bản nhập nhá. Biển 98, 4 số, 1 chủ sử dụng từ mới này. Đời 2009 nhưng giá chỉ có 205 triệu thôi. Xe vừa mới về nhá, không cần make up spa gì mà nhìn sắc nét chưa các bác này. Đây là xe vừa mới về, thợ nhà em đây, vừa mới về đến đây là rửa qua một chút bằng nước thôi là xe đã long lanh như thế này rồi. Đây là xe mộc nguyên bản nhá, sau khi mà em đánh bóng thêm một chút, dọn rửa thêm một chút thì còn quá là tuyệt vời luôn anh các bác này. 205 triệu có La City SE đời 2009, 4 số 1 chủ sử dụng từ mới đây ạ. Không có tiền mua xe nhưng vẫn muốn xem xe, ủng hộ em Lê Hương xinh gái nhiệt tình. Em cảm ơn anh Mặt Trăng Mặt Trời nhá. Nếu về nói về độ tư vấn em rất là nhiệt tình với khách luôn. Vì không phải khách nào cũng hiểu về xe, biết về hết các dòng xe. Chỉ cần hỏi là Hương ơi, anh có từng đây tài chính, anh muốn mua xe nào, em có thể cân đối, có thể tư vấn cho anh không, thì em sẽ tư vấn nhiệt tình nhá. Anh Mặt Trăng Mặt Trời ơi, thả tim mà chia sẻ cho Lê Hương lên các trang cả hội nhóm đi anh. Hôm nay là một cái ngày không thành công trong buổi live vì các bác nhờ mình không chia sẻ nhiều cho em. Nên là các bác vào hơi ít nhá. Em chào anh Dũng Lê nào, chào anh Tôn Ly Nguyễn nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chiều nay em còn có thể về một thêm một chiếc xe Cruise 216 nữa cơ. Cruise 216 màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Zin nét cả xe, chiều nay em đi bắt nhá. Bác chủ hẹn em rồi. I10 215 có tự động không em? Anh Gara ô tô ơi, Trường Ngân ơi, 215 thì em không còn nhá. 250 triệu, trời ơi, 250 triệu I10 số tự động thì em không còn nhá. Ví dụ như mà tầm trên 300 triệu hoặc 300 thì mua I10 nó sẽ hợp lý hơn ạ. Chào anh Nguyễn Phước này, 5 chỗ ngồi gầm cao, ngày hôm nay em về thêm 2 chiếc Eco Sport. Em này biển 88 Vĩnh Phúc, em đang bán là 445 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao, bản Titanium số tự động đẹp đây. Quá là tuyệt vời luôn khi mà chiếc xe mà em Hương về các bác nhìn này. Một chiếc Eco màu cam em bán về Nam Định, chiếc Eco màu xanh bán về Hưng Yên. Và em về thêm một chiếc Eco màu trắng và màu đỏ nhá, đều là đời 2016. Và em đang chào bán với giá là bao nhiêu ạ? Em đang chào bán với giá là 445 triệu bao hồ sơ. Lộc lá thêm hoan hỷ đầu tháng này. Chào anh Quảng Bình, chào anh Biên Nê, chào anh Triệu Phú ạ, chào anh Nguyễn Phước, chào bác Nguyễn Hiền. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ được gì lại mất tiền. Anh Lưu Gia Huy ơi, chia sẻ nó là hoàn toàn miễn phí thôi. Gọi là mình vui vẻ thì mình chia sẻ cho shop thôi. Còn không mất cái tiền gì đâu anh ạ, đó là cái tình cảm thôi anh ạ. Chứ còn chia sẻ nó hoàn toàn miễn phí anh nhá. Hay là anh mới dùng Facebook, Zalo hay sao mà anh không biết rằng chia sẻ nó miễn phí ạ. Ví dụ mình thích cái người này, mình thích cái serum này, mình muốn rằng cho serum này nó phát triển hơn, nhiều anh chị em nhà mình biết đến một cơ sở uy tín bán ô tô trên Hải Dương thì mình chia sẻ thôi anh ạ. Chứ còn chia sẻ nó không mất tiền anh ạ.
nên là không có hâm mới dại gì ở đây anh Huy nhá. Anh Giao Huy thoải mái lên anh, hoan hỉ lên anh. Nhiều bác mua xe rồi vẫn giúp em Hương nè, thả tim thả like chia sẻ cho nhiều khách hàng biết nhá, chứ không mất cái gì đâu anh ạ. Nó là miễn phí mà anh. 58 triệu có tên chủ đấy, có gì có sang tên. Anh ơi, 58 triệu để sang tên làm gì? Em công chứng cho anh là anh cứ thế chạy thôi. 58 triệu sang tên lại mất thêm mấy triệu sang tên làm gì? Một tiền gà rồi lại ba tiền thóc. Nếu như xe mà tầm trên 100 triệu, 200 triệu thì các bác hãng sẵn rút hồ sơ sang tên. Còn xe 58 triệu mình mua về tập lái, đi quanh quanh gia đình nhà mình thì mình cứ để vậy thôi anh nhá. Để vậy thôi ạ, để em công chứng cho anh là cứ thế là chạy thôi. 58 triệu rồi sang tên lại mất thêm 3-4-5 triệu nữa, lại một tiền gà lại cắt thêm 3 tiền thóc rồi. Ok, em cảm ơn anh Giang mất niềm tin nhá, đã chia sẻ cho em Lê Hương đúng rồi anh ạ. Nó không mất cái gì cả anh ạ, chỉ là vui vẻ thôi anh. Chỉ là vui vẻ thôi, còn chia sẻ không mất cái gì đâu anh ơi. Nhiều siêu phẩm quá, nhanh tay không lại tuột mất xe đấy, đúng rồi ạ. À anh ơi, cờ đuôi 2016 là 300, chiếc này là 2016 em đang bán là 338 triệu. Nhưng chiếc màu vàng cát, màu vàng gold em làm giá rồi, chiều nay em về thì chỉ là hơn 330 một tí thôi. Y10 mà Morning lên ok. Anh Hiền Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi đời 2016 với động cơ trang bị 1.6 số sàn. Nhưng chiếc cờ đuôi này là hệ độ nhá. Em nó độ body rồi, độ bộ on off, đi rất là oai luôn. Nhìn chiếc xe màu trắng phong cách đẹp này, cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon có dải đèn led này, mặt ga lăng đằng trước là em nó là độ rồi. La răng 5 chấu phanh ABS xi nhan trên gương. Chevrolet cờ đuôi nước sơn màu trắng em đang bán 2016 đây là 338 triệu. Chiều nay em về chiếc màu vàng cát, không lên bộ on off, không độ body nhiều, mà body là form mới của nó thì là 335 nhá. Em này độ lên một chút thì em có đây, em có là 338 triệu. Lipo thể thao cam lùi cảm biến đầy đủ cho em rồi. Cờ đuôi 2016 cho bác nào thích chơi hệ độ giống như là công thức F1 đấy ạ, là 338 triệu ạ. Có mid bio. Anh nào phi sáo ơi, cái xe gì em chưa hình dung ra. Anh bình luận lại giúp em tên xe nhé, em đọc em chưa nhớ ra là cái xe gì ạ. Nội thất xe 58 triệu như thế nào? Anh chia sẻ rồi, em cảm ơn anh Giang Chính Trần nhá. Anh Chính Trần ơi, Mazda 3 vẫn đang đợi tên anh đấy ạ. Nội thất của em nó đây, dù là 58 triệu nhưng nó vẫn phải lịch sự, gọn gàng và sạch sẽ nhá. 58 triệu nhưng mà ghế da hai màu đen và đỏ á này, sơn si sạch sẽ gọn gàng rồi. Rất là đẹp cho một chiếc xe 58 triệu, đến xe máy còn không được đẹp như này đâu các bác này. Ô tô đây, dù là xe cỏ nhá, nhưng khi mà em về em đã kiểm tra cẩn thận này. Sơn si em cũng đánh bóng tỉa tót thêm một chút bên ngoài này. Máy số em cũng test rồi. 58 triệu nhưng mà nội thất nó phải sạch sẽ gọn gàng. Đây các bác cứ yên tâm nhá, dù có 58 triệu thôi. Dòng xe nào đến gặp em Hương là cũng có xe đi về các bác nhé, tài chính bao nhiêu cũng có luôn. 58 triệu có Matiz, có Daewoo Matiz ạ. Có xe ngon bổ rẻ luôn chứ anh. Em Lê Hương có xe Vios 200 triệu không? Em tạm hết rồi. Vios 200 triệu lại còn số tự động thì không có đâu anh ạ. 200 triệu thì số sàn thôi. Bác Nguyễn Mai ơi, Y10 em có Y10 nhá. Xe nào ngon bổ rẻ, xe nào cũng ngon luôn anh ơi. Nói chung là ngon thôi và bổ thôi. Còn nếu mà rẻ thì nó bình thường nhá, nó phải trên 200 một chút thì nó mới ngon được. Còn rẻ quá thì các bác biết rồi đấy ạ. Rẻ quá làm sao mà ngon được, phải vừa vừa giá nhá. Anh Chính Trần ơi, Mazda 3 đời 2017, hai chế độ lái và có phanh tay điện tử đây. 2017, biển thủ đô Hà Nội. Biển số suýt nữa thì con xe lên 3 tỷ luôn các bác này, biển số quá chất luôn. Mazda 3 đời 2017 em đang bán là 535 triệu. Y10 giữ máy cho em một chút nhá. 535 triệu cho siêu phẩm Mazda. Mazda 3 chế độ lái là có hai chế độ lái này, phanh tay điện tử này. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, màn hình giải trí, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Ghế da màu lâu cao cấp đây. Cửa sổ trời đầy đủ cho em ạ. Mazda màu đỏ nhá, Mazda 3 siêu xịn xò luôn. Full option. Tết năm nay mà đi em này về bố vợ thì quá là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Quá là đẳng cấp luôn. Có Mazda 3 này. Y10 em có luôn, Y10 em có ạ. Thả tim thả like cho em nào các bác ơi. Con Vios núc trước bao nhiêu tiền hả shop? Vios em có đời 2013. Vios đời 2015, em đời 2015 số sàn bản E là 345 triệu.
đời 2010 bản Nimo lâng lên thành E màu đen số sàn là 196 triệu, 58 triệu không bao miễn ship được anh ơi. Có xe nào 15 triệu không em? 15 triệu em nghĩ là không mua được xe đạp điện, chứ đừng có nói là mua ô tô anh nhá. Không mua được đạp điện luôn anh ạ. À 58 triệu thì em không có nhá. Không không ship được vào Thanh Hóa đâu anh. 58 triệu là anh ra lấy xe tại bãi xong là em lộc lá thêm cho anh đi về thôi. Chứ bây giờ ship Thanh Hóa 4 5 triệu con xe em có 58 triệu thì một tiền gà đi ba tiền lá chanh rồi. Một tiền gà lại mất thêm 3 tiền lá chanh rồi ạ. Eco Sport đi em. Ok, em sẽ quay lại Eco Sport nhé. Và đây là một siêu phẩm ngon bổ rẻ theo như ý các bác đây. Một chiếc xe Ford Fiesta số tự động đời 2011. Động cơ trang bị 1.5. Ford Fiesta số tự động biển 99. Form dáng hatchback nhưng không hề bị ngắn hay bị cụt đâu. Ford Fiesta em đang chào bán với giá là 285 triệu. Số tự động đẹp. Màn hình Android cảm ứng đề lộ thông minh, ghế da màu kem, bên ngoài là nước sơn màu đỏ đẹp nhá. Ford Fiesta em đang chào bán với giá là 418 triệu ạ. Cờ đuôi màu trắng em có 2016 này, có Innova nào tầm 250 triệu không ạ? Em có 275 triệu, đời 2010 anh nhá. Anh Đỗ Tú ơi, để lại số điện thoại cho em, anh Nhật Nam ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. 250 triệu là mua Innova ngon lành rồi anh Đỗ Tú ơi. Anh Mai Thức ơi, 58 triệu là không ship vào Thanh Hóa được đâu ạ. Phải có phí ship vào anh nhá. Một tiền gà, ba tiền lá chanh ship làm sao được hả anh? Có 58 triệu thôi. À, còn đây là một chiếc xe ngon bổ rẻ đây. Có xe nào tầm 150 triệu không? Em có nhá. Morning em có tầm 150. Số sàn và số tự động đều có anh nhá. Ford Fiesta đời 2011 bản lắp ráp trong nước. Điều hòa auto này, số tự động này, để lổ khởi hành start top nhá. 285 triệu. Một chiếc xe số tự động form dáng hatchback nhưng không bị ngắn cụt như Morning hay i10 đâu. Cảm biến va chạm phía sau có hai mắt cảm biến này, la răng 5 chấu, một dàn lốp Michelin. 285 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Các bác nhà mình ơi, phải để lại số điện thoại để khi xuống livestream em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình qua Zalo nhá. Ok, anh ra Nhật Nam ạ. Có 7 chỗ Karen không? Em có 7 chỗ Karen anh Hòa Đăng ơi, đợi em một chút nào, giữ máy nào. Ô tô có ngập nước không em? Mà rẻ thế? Dạ không anh ơi. À, cơ sở em lúc nào cũng 120 cho đến 180 đầu xe. Tức là em phải đầu tư vài chục tỷ vào đây rồi. Nếu như mà xe ngập nước thì em không làm. Vì một con xe ngập nước nó sẽ đánh sập cả cái hệ thống nhà em sẽ không làm xe ngập nước nhá. Vì sao xe rẻ? Vì bây giờ Việt Nam nó đồng giá rồi. Xe ô tô bây giờ không như ngày xưa rồi. Ví dụ như đời nó hơi sâu thì nó sẽ rẻ nhá. Còn con nào đời cao hơn thì nó không rẻ đâu. Nó vẫn là vừa giá anh nhá. Còn khi mua xe phải cam kết bao test không đâm xô và không ngập nước, nên các bác yên tâm ạ. Kia Carden 2013 máy zin em đang bán là 368 triệu 7 chỗ ngồi anh nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn nào. À, cờ đuôi 2016 màu trắng em đang bán là 338 triệu. Em này thì là lên body rồi, độ bộ on off số sàn 338 triệu. Còn chiều nay em Hương khi mà xuống live xong một chút là em có lên Hà Nội mua một chiếc xe cờ đuôi 2015 nhá, à 2016 form mới nhá. Nhưng giá chỉ 335 triệu thôi. Màu vàng gold rất là đẹp luôn. Còn Eco Sport đây, em mới về đây. À, ngày hôm qua là chưa có đâu, sáng nay mới về nhá. Eco Sport đây em đang bán là 445 triệu. Giá hoan hỉ mùng 2 nục ná đây. Bác nào quan tâm Eco Sport màu trắng chân dài 5 chỗ ngồi gầm cao, để lại số điện thoại cho em nào. Eco Sport biển 88 Vĩnh Phúc này. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, xin nhan trên gương cửa sổ trời. 8 túi khí an toàn. Quay lại Vios cho em. Ok anh ơi, Vios của em là bản limo nhá, không phải bản e đâu mà là bản limo. Nhưng mà lâng lên thành e, lâng lên thành e. Vios đời 2010 giá 196 triệu hồ sơ cầm tay. Tức là bây giờ các bác mua là sang tên các bác về bấm biển được luôn. Hồ sơ cầm tay nhá. Vios đời 2010 196 triệu hồ sơ cầm tay cho các bác nhà mình đây ạ. Em có phải bên Mít Trăm không? Dạ không anh ơi, anh Trăm là anh họ nhà em nhá, anh Trăm là bên khác nhá. Bên anh Trăm thì nhiều dòng xe đắt tiền hơn, hơn 1 tỷ, gần 2 tỷ anh ấy cũng có. Còn bên em Hương là chỉ 1 tỷ quay đầu thôi. Bên em là từ những dòng xe cỏ như là 58 triệu cho đến gần 1 tỷ là em Hương có nhá. Còn anh Trăm nhà anh trai nhà em là làm bên xe đắt tiền hơn.
Phương châm của em Hương là phục vụ bà con nhà mình. Tài chính bao nhiêu cũng có thể mua ô tô đi lại để vợ con nhà mình không lắng không mưa anh nhá. Anh nhìn em này, bán ô tô em còn đội lón đây này anh này. Toàn xe cỏ giá rẻ thôi, hợp lý cho bà con nhà mình nhá. Từ 1 tỷ quay đầu là em có xe, còn nếu như xe trên 1 tỷ là em không có đâu. Em không có xe 1 tỷ đâu. Còn anh trai em thì sẽ làm xe hơn tỷ nhiều hơn anh nhá. Ví dụ như bà con nhà mình thích Vios thì em có Vios này. Chưa đến 200 triệu có Vios đây ạ. Eco là như nào nhỉ? Anh Tấn Minh ơi, Eco là như nào nhỉ? Quay Gru trắng em vừa quay rồi mà anh. Đây nhá, Vios 196 triệu đây. Hồ sơ cầm tay. Anh ơi để lại số điện thoại cho em nào. Anh Nguyễn Văn Thịnh ơi, anh Hậu Nguyễn ơi để lại số điện thoại nào. Anh Nguyễn Minh ơi để lại số điện thoại cho em nào. SE em vừa mới về, vẫn đang rửa bằng nước. Bây giờ em có quay nó cũng không được đẹp đâu ạ. SE là 205 triệu số sàn đời 2009 nhá. Anh Minh ơi để lại số điện thoại cho em nào. Morning em có này. À em mới về thêm Morning 2006, số tự động màu đen. À anh đấy là ở trên Hải Dương, Thanh Hà em, người Hải Dương. Đang làm công ty, đang làm kỹ sư công ty thì được công ty cử sang bên Nhật làm kỹ sư rồi. Nên là xe để ở nhà sợ không đi đến là nó hỏng nên anh bán lại cho em nhé. Ô tô đang đi nhưng mà bên công ty cử đi sang bên Đài, sang bên Đài hay bên Nhật gì đấy là 3 tháng. Đây, Kia Morning số tự động nước sơn màu đen, tư nhân Hải Dương. Giá chỉ có 155 triệu thôi các bác nhé. Kia Morning đây anh ạ. Eco là 445 triệu. Anh Nhật Nam để lại số điện thoại cho em ạ. Kia Karen em có, đợi em một chút này. Morning đời 2006 số tự động, có màn hình, có đề lỗ thông minh nhá. Nước sơn màu đen đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe 150 triệu nhưng khá là sạch sẽ gọn gàng đây. Anh đấy làm kỹ sư ở bên Hải Dương của em. Bây giờ công ty gửi sang anh đấy sang bên Nhật hay bên Đài gì đấy để học về kinh nghiệm. Nên là đi mất phải gần 1 năm. Anh ấy sợ rằng để xe em gần 1 năm ở nhà không ai đi đến rồi chuột bọ nó cắn hay là máy móc nó hỏng. Nên là anh ấy bán lại cho em Hương anh nhé. 155 triệu có Kia Morning đời 2006 này. Động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp này. Em này là bản lắp ráp, à bản nhập nhé. Nhưng mà có cho em là đề lỗ này, màn hình này, ghế da ok luôn. Điều hòa mát rét run luôn các bác này. 155 triệu có Kia Morning nước sơn màu đen, số tự động đẹp đây ạ. Em có E200 không? Em chỉ có C200 thôi anh ạ. Quay kỹ bên trong cho anh với. Dạ có ạ. Cho xem Captiva em có ạ. 180 triệu bán không em? Anh ơi 180 triệu chưa bán được nhá. 196 xuống 190. Hồ sơ cầm tay luôn rồi. Còn đây là bên trong của chiếc xe Kia Morning 2006 đây. 155 triệu em có bớt, có gia lộc thêm nhá. Không phải thu cả 155 đâu. Bao giờ em cũng để giá công khai để bà con nhà mình biết về giá này. 155 triệu Kia Morning 2006 số tự động đây nhá. Có Kia Morning ạ. Còn cờ đuôi màu trắng thì em quay nhiều lần rồi đây. Em lại quay lại nhá. Chevrolet cờ đuôi form đẹp. Form mới rồi nhưng lại còn độ lên body này. Độ lên đề lỗ thông minh này. Độ lên on off này. Màn hình giải trí đây. Trần da 6D nhá. 338 triệu cho chiếc xe cờ đuôi 2016 màu trắng này. Chiều ngày hôm nay về thêm cờ đuôi 2016 màu à. Màu gì nhỉ? Màu vàng gold nhá. Anh Lương Nguyễn ơi, con cam này là em cọc 200 triệu cho một anh trai ở Nam Định rồi. Con này là cọc 200 triệu ở Nam Định rồi. Hôm nay là ngày mùng 2, 2 giờ chiều ngày hôm nay là anh ấy xuống lấy xe rồi. Con cam này em cọc rồi nhá. Eco em mới về màu trắng và màu đỏ anh nhá. Anh thích Eco thì mới về thêm màu trắng và màu đỏ nhá. À, chiếc xe mà em Hương biển 73 CDX của em đây. Về làm dâu Đắk Lắk rồi các bác này. Đấy, xe đã bán này, liêm phong rồi, về làm dâu Đắk Lắk rồi. Thả tim, thả like, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào, đừng quên những lượt chia sẻ nhá. Innova có loại đẹp không em? Em có chứ anh. Innova đời 2015, form mới đẹp. Còn với cái tầm tiền 2012 thì em này nó phải số 1 luôn nhá. Innova đời 2012. Bình thường những bản khác chỉ có 2 mắt cảm biến thôi, nhưng em này là 4 mắt cảm biến này. Cam lùi có này, biển thủ đô Hà Nội. Em này là xe tư nhân gia đình, không đá qua một chút taxi dịch vụ nào đâu. Em này em Hương mua trực tiếp của một bác chủ cây xăng trên Hà Nội. Mà em có video đi mua xe đấy các bác nhé. Innova đời 2012, máy số zin,
gầm bệ sáng như gương luôn, thật sự gầm bệ sáng luôn. Hà Nội thì các bác này, biển Hà Nội mua trực tiếp của bác trên Hà Nội luôn. Các bác đi xem xe nhìn vô lăng cho em này, không sợ bóng, không sợ mòn. Vô lăng đẹp không một góc xước này. Màn hình OLED xịn sò rồi. Trần lỉ zin, 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế. Và quan trọng là giá chỉ có 348 triệu thôi. Innova đợt này các bác mua sẽ hợp lý hơn gần Tết nhé. Gần Tết là cái gì nó cũng đắt thì nó sẽ đẩy giá xe lên đắt hơn một chút đấy ạ. Hyundai Eon em có, anh Tạ Hữu Xuyền ơi để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Nguyễn Văn Thịnh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Sở Bắc 217 không có ạ. Anh Nguyễn Hữu Vinh ơi để lại số điện thoại cho em. Anh Lương Nguyễn ơi để lại số điện thoại nhé. Anh Bảy Nguyễn ơi để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn cho mình ạ. Innova 2012 xe đăng ký 8 chỗ ngồi, máy số zin, xe gia đình. Và em đang chào bán là 348 triệu. Nhìn xe gia đình thì các bác cứ nhìn vô lăng này, quá là đẹp luôn. Trần lỉ zin, 3 hàng điều hòa. Màn hình Android cảm ứng, táp ly đẹp không khoan đục. Và máy số gầm bệ zin, zin hết toàn xe luôn ạ. 348 triệu bao hồ sơ và em còn bớt nhá. Em chào anh Giai Lê Trung Hiếu này, chào anh Trần Trung Thành này. Quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ tư vấn ạ. Anh Tạ Hữu Xuyền ơi, Hyundai Eon 2012, động cơ trang bị 0.8, nước sơn màu đỏ nhưng giá chỉ có 138 triệu thôi. Form dáng nhỏ gọn, ăn ít xăng, ăn xăng rất là ít nhá, 0.8 ạ. Chào anh Xuân Tiến nhá. Còn vừa rồi bác nào quan tâm về Morning thì em mới về thêm nữa đây. Morning đời 2009, số tự động, biển thủ đô Hà Nội với xi nhan trên gương, nước sơn màu xám lông chuột nhá. Em đang chào bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 218 triệu. 218 triệu, Kia Morning số tự động, cần số rích rắc. Màn hình Android, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Có Kia Morning số tự động bản nhập đây ạ. Em chào bác Sinh Nê, chào bác Thương Lường Văn này, chào bác Xuân Tiến, chào anh Nguyễn Phi Hoan ạ. Rất là nhiều mẫu xe giá cả hợp lý để phục vụ bà con nhà mình đây ạ. Và bên cạnh Kia Morning là một chiếc xe đăng ký 5 chỗ ngồi, em nó mang tên Spark, đến từ thương hiệu Chevrolet nhé. Chevrolet Spark xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nhưng giá cũng chỉ có bao nhiêu ạ? 85 triệu thôi. 85 triệu cho siêu phẩm Spark 5 chỗ ngồi. Gia đình nhà mình đi tránh mưa tránh nắng quá là hợp lý luôn nhé. Thả tim và chia sẻ cho em nào, đừng quên những lượt chia sẻ cho em ạ. Innova 2012 310 triệu bán không em? 348 triệu. Anh Sinh ơi, anh Sương biết em rồi đấy ạ. Em không nói thách quá là nhiều đâu. Một chiếc xe đẹp như thế này anh đã tin tưởng tuyệt đối vào em Lê Hương, thì anh để lại số điện thoại, em kết nối Zalo tư vấn cho anh nhé. 348 triệu, 340 triệu em bao hồ sơ cho anh. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, gầm bệ sáng, máy số zin, sáng choang. Và không chạy một ngày nào taxi dịch vụ cả, xe gia đình, chủ cây xăng. Em sẽ gửi cả video em ngồi nói chuyện mua xe của bác chủ trên Hà Nội cùng cây xăng nhé. Cực kỳ đẹp luôn anh nhé, 348 triệu ạ. Anh Sinh Nê để lại số điện thoại cho em được không ạ? Để lại số điện thoại em tư vấn nào. 5 chỗ ngồi có Spark này. Và 7 chỗ ngồi số tự động thì em còn có cả Chevrolet Orlando. Chevrolet Orlando đời 2017 số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Và em này là đến từ thương hiệu Mỹ nhé. Thương hiệu Mỹ, bản lắp ráp trong nước. Orlando, máy số zin, xe đăng ký 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. 435 triệu. 435 triệu. Nếu như Innova 2015 thì gần bằng Orlando 2017 rồi. Nhưng mà điều hòa cơ, còn Orlando là điều hòa tự động này, đề lổ thông minh này, hỗ trợ trơn trượt này. Bác nào quan tâm thì rất là nhiều các bác nhé. Innova 2009 185 triệu được không em? Anh ơi 218 triệu mà anh. 218 triệu ạ, nếu như giá này chưa giao lưu được anh nhé. Đầu tháng hoan hỉ này, 218 triệu em bớt cho anh 8 triệu em bao hồ sơ cho anh. Là quá hoan hỉ mùng 2 rồi. Trên livestream thì em mới bớt nhiều như vậy, những dòng xe cỏ các bác biết rồi đấy ạ. Một người như em này các bác nhìn này, không hề ngoan ngoắt điệu đà gì đâu. Đội lón livestream thì các bác biết rồi đấy ạ, giá chỉ bao nhiêu. Nếu như anh thích con Morning đấy là 201 em bao hồ sơ cho anh nhé. Còn nếu không bao hồ sơ thì em bớt thêm cho anh một chút nữa, lộc lá xăng xe đi về anh nhé. Còn Orlando của em Hương là 435 triệu. Anh Nghĩa Minh để lại số điện thoại cho em đi ạ. Kia Morning đây, số tự động, biển thủ đô Hà Nội, bản nhập nhá. Rất là đẹp luôn, cứng cáp. Cứng cáp cực kỳ luôn. 218 triệu, bớt cái lẻ đi, bớt cái lọc 8 đi. Còn 201, 201 em bao hồ sơ cho anh. Thế là ok rồi anh nhá. Màn hình Android, sấy sưởi ghế hai vùng. Nội ngoại thất đều đẹp luôn. Đây các bác nhìn này.
5 chỗ ngồi ạ, không phải 2 đâu mà là 5 chỗ ngồi, sạch sẽ gọn gàng, có cho em Kia Morning ạ. Anh Nghĩa Minh để lại số điện thoại nhé. Chào anh Nguyễn Văn Mến, chào anh Hạnh Văn Nguyễn, chào bác Trần Văn Tân này. Chào bạn gái Tím nhá, Tím ơi đỡ ốm chưa? Bỏ đi chơi Tím mà đã đi được đâu, bận quá cơ. Anh Nguyễn Văn Thịnh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. À, vì con Morning, vì con Vios bản Nemo đấy em quay 4 lần rồi, anh để lại số điện thoại cho em nhé. Ok, anh Nguyễn Hữu Minh đã để lại số điện thoại cho em này. Đúng rồi các bác ơi, phải để lại số điện thoại thì em tư vấn nó sẽ dễ hơn ạ. À, ngày hôm nay thì em còn về thêm một chiếc xe Accent. Nếu như đợt trước các bác quan tâm về Accent thì em chỉ còn số tự động thôi. Thì bây giờ em có số sàn rồi đây. Số sàn Accent biển thủ đô Hà Nội, bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu đen đẹp. Số sàn nhé, không phải tự động đâu ạ. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có giải đèn nét và đèn gầm đầy đủ rồi. Xin nhan trên gương Accent đời 2016 bản nhập, số sàn 365 triệu. Màn hình Android cảm ứng, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, trần da 6D, số sàn 1.4, Hyundai Accent 365 triệu. Về để phục vụ bà con nhà mình đây, có Hyundai Accent đây ạ. Chào anh Vũ Thích Thúy này, thả tim chia sẻ lên cho em nào. Đừng quên những lượt đăng ký kênh nhé, có i10 bản đủ không em? Anh Vũ Thích Quý ơi em có luôn, em có i10 bản đủ đây. I10 bản đủ sedan 2 đầu với lớp sơn màu đen. Sơn này là sơn zin, không phải sơn đổi màu đâu ạ. Sơn này là sơn đặt riêng từ nhà máy khi mà sản xuất nhé. I10 2016 bản đủ 1.2, số sàn xe gia đình. Và em đang chào bán với giá là 295 triệu biển 98 này. Lớp sơn màu đen, động cơ trang bị 1.2 bản nhập ấn số sàn nhé. Bản đủ sẽ có phanh ABS, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp các phím bấm đầy đủ cho em rồi. Nội thất bên trong của em nó đây, trần lỉ zin, bọc ni lông, ghế da màu vàng kết hợp với màu bò, rất là sáng luôn. Có cho em một chiếc xe i10 bản đủ ạ. Bản đủ 2016 đây ạ. Anh Vũ Viết Thúy để lại số điện thoại nha. Em chào anh Trần Thanh, chào anh Quang Thành và chào anh Hạnh Văn Nguyễn này. Anh chào anh Phạm Tiến này, chào anh Hải Đầu Chọc. Để nếu như mà anh không để tên Hải Đầu Chọc thì em cũng biết ngay là cái tóc của anh như thế kia rồi. Tên quá là chiều tượng luôn, và phát biết ngay như nào luôn ạ. Còn Innova mà với cái tầm tiền trên 200 mà mua xe 7 chỗ, em có Innova đây. Innova đời 2006, số sàn bản lắp ráp trong nước. Em đang chào bán với giá là 235 triệu. Innova số sàn 2006 nhé, 235 triệu. Ghế da sạch sẽ gọn gàng, trần da 6D, đầu đài màn hình nguyên bản theo xe, 235 triệu có Innova 2006 này. Sedato thì em có hai chiếc Kia Sedato phiên bản hatchback full option luôn, giá là 365 triệu cho Sedato đời 2012 bản nhập ạ. 365 triệu. Anh vào muộn không xem được kỹ. Ok Nguyễn Văn Thịnh này, anh nói vậy thì em sẽ quay lại cho anh nhá. Anh Thịnh ơi phải để lại số điện thoại nhá. Vì trên livestream em chỉ báo giá qua này, nội thất và ngoại thất thôi. Còn để số điện thoại thì em mới có thể gửi hình ảnh chi tiết nhá. Tại vì trên livestream em không thể mở lắp cabo hay mở cốp ra được ạ. Thả tim cho em nào, có lẽ là quay xong chiếc xe limo này là em cũng nghỉ live thôi, gần 1 giờ rồi. Anh xem xe này. À, anh cứ xem đi nhá. Chevrolet đời cao thì em có, nếu mà tự động là có Orlando 7 chỗ ngồi 435 triệu. Hoặc nếu như mà anh thích cờ đuôi thì em có cờ đuôi Orlando, cờ đuôi Chevrolet là 216 nhá, trên 300 ạ. Có máy Wrangler nào không chị? Em tạm hết rồi nhá. Anh Nguyễn Văn Thịnh này, em sẽ quay lại chiếc xe Vios bản Nemo nhá. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng luôn. 169 triệu trần da 6D, ghế da cũng bọc lại rồi. Ghế da bọc lại rồi. À, bản limo lộ thất bên trong sẽ là đen hết nhá. Bản limo lộ thất bên trong sẽ là đen hết đây. Cái phần này nó sẽ chứng tỏ nó là limo này. Còn nếu phần này mà nó là hai màu, nó sẽ là bản E nhá. Nên các bác nhìn chú ý cho em này. Limo nhưng bác chủ lâng lên thành E thì nó là E. Còn gốc của nó là limo nhá. 169 triệu em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Lộ thất bên trong đấy ạ. Một dàn lốp cũng là lốp mít nhá, không phải lốp vớ vẩn đâu ạ, một dàn lốp mít này. Lớp sơn màu đen, hồ sơ cầm tay, có Vios 2010, bản Nemo 169 triệu. Bớt lọc cho các bác nhà mình, còn hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Ồ, nó cứ chốt cửa, cái này phải có chìa khóa mới mở được, em mở mỗi bên kia thôi. Để lại số điện thoại em tư vấn đi ạ, rất là nhiều mẫu xe này. Civic em cũng có này. Kia Rio em có hai chiếc màu trắng số tự động nhá. Chiếc này là biển Hà Nội.
2015, số tự động em đang bán là 395. Em mới về thêm biển 14 Quảng Ninh nữa, cũng như này, cũng là 395. Ông ơi, chưa xong à? À, vâng, còn đang chờ tiền đợi giờ đẹp đây các bác này. Innova 208 đăng ký 209 đây, đợi giờ đẹp là về thôi. Có lẽ là em Hương sẽ dừng buổi báo giá ở đây nhá. À, quay lốt Fortuner đi. Fortuner máy dầu 2011 7 chỗ ngồi, số sàn em đang bán là 535 triệu. Em có Fortuner nhá, nhiều bác quan tâm Fortuner mà em chưa quay được. Anh Giang Giang ơi, ok em sẽ tư vấn cho anh nhá. Dạ anh Nguyễn Hữu Minh ơi, anh Nguyễn Hữu Vinh ơi, để lại số điện thoại nhá, em sẽ gửi video qua Zalo cho anh. Em có video chi tiết rồi. Em có video chi tiết rồi, anh Giang Giang ok. Anh muốn mua xe tầm 300 triệu có không em? 300 triệu số tự động thì rất là nhiều anh nhá, số sàn cũng có nhiều luôn. Hoặc anh cố thêm một chút này, 365 triệu có Hyundai Avantia nhá. Hyundai Avantia số tự động nước sơn màu trắng biển 17 đây. Avantia đời 2013 em đang bán là 365 triệu có Hyundai Avantia đây anh ơi, để lại số điện thoại nào. Các bác nhà mình phải nhớ rằng để lại số điện thoại nhá. Anh Hữu Vinh để lại số điện thoại, em sẽ quay Innova máy số zin, xe nhà bác chủ cây xăng cho anh nhá. Anh Ngô Ngô ơi, Atit với Civic ạ. Civic em có 250 triệu đời 2007 số tự động 1.8 nhá. Atit thì em có 395 triệu số tự động đời 2010 nhá. Còn Captiva 7 chỗ ngồi số sàn máy số sàn máy xăng 2009 ạ, 228 triệu 7 chỗ ngồi. Đèn bi salon xin nhan trên gương đây. Bác nào thích xe 7 chỗ ngồi giá rẻ máy xăng thì có Captiva này, 228 triệu đời 2009. Và em mới về thêm 2009 máy dầu số tự động nhá, 315 triệu. Có lẽ là em Hương sẽ dừng buổi live ở đây các bác nhá. Vừa rồi em Hương quay nhiều. À, Eco Sport thì em mới về 2016 màu trắng và màu đỏ ạ. Màu cam thì em bán về Lâm Định cọc rồi. Màu xanh hôm qua bán về phố lối Hưng Yên rồi. Còn hai chiếc Eco mới về thì chiều nay em sẽ lên video chi tiết nhé. Gần 1 giờ rồi các bác ơi. Em chào anh Lương Hoàng, chào anh An Bùi nhé. Em chào anh Giai Mạnh Nguyễn ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. À, giá trị của xe cũng chỉ từ 58 triệu là các bác có thể có điều kiện mua ô tô rồi. Bác nào đang quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cũng như là kết nối qua Zalo cho em. Kết nối qua Zalo số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bà con nhà mình nhé. Em chào anh Bùi Văn Vinh, chào anh Đăng Dương ạ. À, để lại số điện thoại cũng như quan tâm mẫu xe nào thì em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình. Còn có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Ok anh Nguyễn Hữu Vinh nhá, Innova xe gia đình 2012 máy số zin, chủ cây xăng Hà Nội bán lại cho em Hương. À, 348 triệu, 4 mắt cảm biến phía sau, màn hình OLED cam lùi có rồi. Em sẽ kết nối Zalo để em tư vấn cho anh ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa của mình để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương. À, có lẽ là 11:30 ngày mai thì em sẽ lại lên sóng báo giá nhé. Còn ngay buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ đi bắt thêm một chiếc xe Cruise 2016 màu vàng gold. Bác nào thích Cruise số sàn 2016 máy zin form mới giá chỉ trên 300 một xíu thôi thì chiều nay em sẽ có hình ảnh video chi tiết cho các bác nhà mình ạ. Em chào anh Văn Trường nhé. Bên em thì rất là nhiều xe CDX số tự động giá chỉ từ 238-265 triệu này. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Eco Sport và Tucson giá trên 400 triệu. Bán tải thì có từ 450 cho đến 570 triệu là có bán tải máy dầu tự động nhé. Em chào anh Mai Văn Hùng, chào bác Công Xuất Đình. À, ngày mai thì em sẽ lại lên sóng tiếp. Còn có lẽ bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một ngày làm việc hiệu quả và một tháng đầu tháng mới công việc thuận lợi nhé. À, còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Bác nào quan tâm mẫu xe nào có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương để chạy thử và cảm nhận xe trước khi mà mình ra quyết định gì đấy nhé. À, em chào anh Thắng Vẹo, chào anh Quốc Dũng ạ. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại rồi. À, chiều nay em sẽ lên video mua xe cho các bác mình xem nhé. Xin chào ạ.